Kính chào quý vị và các bạn. Dự báo chiều nay cả ba miền đất nước đều ít mưa, trời nắng. Còn về bão Trà My, chiều tối nay sẽ đi vào Biển Đông, gây ra biển động rất mạnh. Cập nhật đến thời điểm hiện tại, tâm bão đang nằm ở phía bờ tây đảo Luzon, Philippines. Hơn một nửa đĩa mây của bão đang nằm ở Biển Đông và gây ra mưa rông. Dự báo khoảng chiều tối nay, bão sẽ vượt qua Philippines và đi vào Biển Đông. Khoảng thời gian từ nay đến ngày 26 tháng 10, bão có hướng di chuyển ổn định, chủ yếu theo hướng Tây, với tốc độ 15 đến 20 km/h. Tác động chính là gây ra gió mạnh và sóng lớn trên biển. Trước mắt, vùng nguy hiểm trong vòng 24 giờ tới là phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 đến cấp 10, tương đương với sức gió từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 12, độ cao sóng từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua độ cao sóng từ 5 đến 7 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền cần theo dõi chặt chẽ diễn biến bão trên hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam, tần số 7906 kHz, thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm. Cần dự tính trước những nơi có thể vào trú bão. Liên lạc với tần số 7903 kHz để được hỗ trợ ngay khi cần. Với vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, chiều nay thì cũng có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9. Quanh vùng biển huyện đảo Trường Sa gió yếu, nhưng mà lưu ý trời có mưa, đi kèm với lốc xoáy. Với vùng biển từ Quảng Trị trở vào cho đến Khánh Hòa, cảnh báo gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, biển động. Trên đất liền, Bắc Bộ chiều nay trời có nắng, mức nhiệt cao nhất toàn miền phổ biến là từ 28 đến 31 độ C. Bầu không khí rất hanh khô, độ ẩm nhiều nơi giảm xuống còn từ 40 đến 50%. Ở Trung Bộ thì đã kết thúc mưa, chiều nay toàn miền trời nắng ráo, nền nhiệt trong khoảng từ 29 đến 32 độ C. Các khu vực ở Tây Nguyên và Nam Bộ thì cũng bước vào chuỗi ngày ít mưa. Chiều tối nay chỉ có mưa rào nhẹ ở một vài nơi, còn buổi chiều thì trời có nắng, bầu không khí Tây Nguyên dịu mát, mức nhiệt ở đây không vượt quá 31 độ C. Nam Bộ thì lại khá nóng, mức nhiệt cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố 32 đến 34 độ C. Còn bây giờ sẽ là phần dự báo chi tiết cho các thành phố trên cả nước trong chiều và đêm nay.